Nhãn thọ này mình bán nhiêu chậu hả chị? 140 ngàn chậu. Là mấy cây? 5 cây ha. Họ rất là bự luôn. Cái nụ này rất là to, nó nở hết rồi nè. Cây mai này là hoành 80 mấy nè chị. Quá trời bự luôn. 8 mấy rất là to luôn, 120 triệu cái cây này. Cây thì nhỏ nhỏ xinh xinh, có dáng ẻo lả đây. Nhưng mà nụ thì thôi bật lừ luôn á anh chị. Thơm không cô? Không. Không thơm là mai giả, lan giả. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Cây về là nhiêu vậy anh? Cây này về là nhiêu? 30 hả? Sao rẻ vậy? Tại có một cây à. À 30 ngàn hả? 30 ngàn này mình mua mình trưng là đẹp rồi. Cái này là cúng mâm xôi mà phải không? Sao nó rẻ dữ ta? Thôi anh chị ơi, cái chậu này là 30 ngàn nè. 30 ngàn quá rẻ luôn rồi. À, trồng kiểu này là lỗ đó. Quay phim này cơ bó. Hello, hello. Hello nè, hello. Hello, hello, hello. Cô chú anh chị và các bạn, hiện tại em đang đứng ngay cái hội hoa xuân ở thị trấn Cần Giuộc anh chị, ngay cái tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc. Hôm nay là ngày 27 Tết anh chị đó, mình còn có 3 hôm nữa là sẽ đón giao thừa rồi. Thì cảnh sinh hoạt ở đây của bà con mình mua bán hoa rất là đông luôn. Bây giờ thì em xin chia sẻ anh chị mình vài hình ảnh ở nơi đây nha. Xin thưa cô chú anh chị, đây là cái tuyến đường tỉnh lộ 835A nè anh chị. Hiện tại thì em đang đứng ngay cái hội chợ hoa xuân của Cần Giuộc á. Bích Thi. Trong đây bán nhãn thọ quá trời. Chào chị. Cho em quay chép tí nha chị. Nhãn thọ này mình bán nhiêu chậu hả chị? 140 cặp, 70 ngàn chậu. Là mấy cây? 5 cây. 5 cây ha. Đó, rất là bự luôn. Cái nụ này rất là to, nó nở hết rồi nè. Cái cửa hàng của mình là lên hồi nào vậy chị? 22. Hả? Của 22 á. Dạ, 22 hả? Hôm giờ mình bán được không chị? Cũng lai rai hả? Lai rai ha. Giờ còn lại là 3 ngày cuối, hy vọng là sẽ bán hết để về quê ăn Tết. Rồi em cũng chúc chị mua bài bán đắt luôn ha. Bán hết để mình về ăn Tết sớm. Chị ở đâu lửng? À, chị ở đây luôn hả? Anh tưởng đâu là ở dưới quê chứ, thường thường có nhiều chỗ đi lên á. Rồi em đi luôn chị ơi. Đó là một cái cửa hàng về hoa nhãn thọ. Ở đây là cúc mâm xôi nè anh chị. Chào em trai. Này là cúc mâm xôi hả? Mâm xôi sao nó loại này nó nhỏ hay sao vậy em trai? Nó bự mày ngang, nó tròn đều. À, tròn đều ha. Dạ. Thấy nó có những cái loại mâm xôi á, nó tròn bự lắm. Dạ, đúng rồi, nó tại bó lại cho tiện. Một chậu như vậy là em bán cửa hàng mình là nhiêu? Dạ, một chậu là 300. 300 ha. Dạ. Giá cũng dễ mua ha. Cặp là 600. Một cặp là 300 á. À, một cặp là 300 hả? Dạ, vậy là cũng dễ chưng ha. Dạ. Em cửa hàng mình lên sớm không?
Rồi cảm ơn em nha. Rồi rồi rồi. Chào em luôn. Chúc em mua bay bắn tắt nha. Ở đây bán rất là nhiều chậu cúc mâm xôi luôn, khu vực này là chị. Nếu mà tính ra đó 300 ngàn một cặp thì cũng dễ mua cho anh chị ha, dễ chưng, rất là đẹp luôn. Ngoài ra đây có vài cái chậu mai đây nè, mai lớn mai nhỏ búp búp hết rồi, chưa có cây nào mà nở rộ hết anh chị. Mai này mai ghép hay là sao á. Có những cái bông à, cánh nó xòe ra rất là to luôn, rất là đẹp. Chậu này không biết bao nhiêu nữa, chắc chừng trăm mấy hả chị ha, chắc trăm mấy á. Mỗi năm là hàng năm là trăm mấy á. Không biết năm nay sao, không có chủ vườn ở đây. Có một anh đã chốt ra một cái cặp mâm xôi. Vậy có tưới nước không? Này anh chị, em cứ để ngoài nắng anh tưới nước thoải mái, nó không phải như cây mai cây gì đó. Để ngoài nắng nha, ngày 30 em đi nhiệt chứ. Cây về là nhiêu vậy anh? Cây này về là nhiêu? 30 hả? Sao rẻ vậy? Tại có một cây à. Bông nhỏ. À 30 ngàn hả? À, bông nhỏ. 30 ngàn này mình mua mình trưng là đẹp rồi. Được bữa đem khách ra. Cái này là cúc mâm xôi mà phải không? Đúng rồi. Sao nó rẻ dữ ta? Thì nó lục nữa bông. Bông nhỏ nó rẻ. Dạ. Thôi. Anh chị ơi, cái chậu này là 30 ngàn nè. 30 ngàn quá rẻ luôn rồi. Nhà vườn trồng lỗ chứ. Dạ, trồng kiểu này là lỗ đó. Lỗ. Trồng cái này lâu lắm chứ bộ. Dạ. Này là lỗ. Dạ. Anh chở được chừng chặt nữa. Rồi cảm ơn anh chị ha. Rồi. Chúc anh chị ăn Tết vui vẻ luôn nha. Dạ. Rẻ 30 ngàn, rẻ quá rẻ. Hầu như là hoa Tết năm nay thấy có dấu hiệu rẻ đó anh chị. Đây là một cây mai của một chủ vườn, lấy ra cắt chốt rồi. Rất là nhiều gian hàng ở khu vực hội hoa xuân ở Cần Giuộc này. Ngay đây là tòa án nhân dân anh chị, phía bên này là tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc á. Buổi tối hôm nay ngày 27 Tết thì bà con mình mua rất là đông. Cặp gì là nhiêu đó chú? 250 hả? Bên này là nguyên cái dàn mai luôn. Cây thì nhỏ nhỏ xinh xinh, có dáng ẻo lả đây. Nhưng mà nụ thì thôi, đặc lư luôn á anh chị, đặc lư luôn á. Không biết bao nhiêu tiền một cây nữa. Mình đi ra cái khu vực phía bên này. Quá trời rồi, bà con mình rất là đông. Người thì đi dạo ngắm, và có những bà con mình cũng đi mua. Đi mua thật sự. Ai nấy đều hớn hở, đều chụp hình. Cúc mâm xôi năm nay có dấu hiệu là rẻ đó anh chị. Ngay đây có một cái con hẻm mà cũng có những cái vườn bông, những cái sạp hàng của bà con mình đem lên đây nè, ở phía trong này. Cũng
cũng có anh chị mình vào đây để mua. Phía bên này cúc mâm xôi quá trời luôn, rất là nhiều cúc mâm xôi luôn anh chị ơi, không biết bao nhiêu. Hồi nãy cúc mâm xôi cái chậu hồi nãy cái chú nó mua đó thì nó nhỏ nhỏ cỡ gì nè, là 30.000, không biết mấy này bao nhiêu. Đây là dàn hoa bông giấy, bà con mình tập trung ở đây đông lắm. Quay bông rất là đông luôn, hoa bông giấy. Rồi đứng làm mô hình đi con. Bo. Quay phim này cơ bo. Hello, hello. Hello nè, hello. Hello, hello, hello. Đây có bông lúa nè nè. Bông lúa nhìn nó chổi lên liền. Có lúa là có tiền á cô. Ờ chắc vậy hả? Chú đâu biết đâu. Có lúa là có tiền à. Đó giờ mới thấy á. Lúa về. Ừ, bữa nay cái lá nãy em còn mới đem xuống là nó xanh. Canh hết giáo rồi, nhà vườn mình canh hết rồi. Canh nó vừa tới chín à. Mấy cây mai này mai quấn hay gì chị? Nó quấn ha. À. Nhỏ xíu mà nó uốn éo quá trời. Rồi vậy là cái khu vực phía bên này có vài cái cửa hàng bông giấy cũng như là mai. Mai này là mai cổ thụ nè anh chị. Nhìn cái góc là mình biết có giá trị rồi. Đây. Bông bông bông. Bông đẹp quá. Đây. Đây là bông bông y như hoa cúc vậy. Có những cái bông mai rất là đẹp. Ngoài ra ở đây có hai cái gốc lớn, một là gốc này, hai là gốc bên đây nè anh chị. Gốc này quá trời bự luôn. Wow, cái hoành này chắc cỡ 60. Hoành cỡ 60 anh chị. Cao lên chắc 1 mét, 1 mét trên. Xòe ra rất là đẹp luôn. Không gian ở đây hơi tối. Cây này 40 triệu hả chị? Cây trước 150 triệu. Dạ. Cây này là 40 triệu. Cái hoành này cỡ 60 ha? 60 không? Hoành này phải không? Dạ. Trên 60. Cây này đây là 50 rồi nè. Còn 60, 65 á. 65. Còn hoành trước là bao nhiêu chị? Ủa chị là chủ cửa hàng này hả? Cháu. Cháu. Là cây này... Cây này là 40. 40 à, giảm giá 35 luôn hả anh? Đủ, đẩy 35 luôn đó. À, 35 luôn. Quanh 65. Quanh 65 nha anh chị. Anh chị mình có ưng ý cây này là chủ bớt kịch sàn luôn á, 35 triệu. Cây trước là 100 mấy anh? Quanh bao nhiêu? 8 mấy ha. Để em qua anh trước, em quay cái anh trước thôi. Cây mai này là hoành 80 mấy nè anh chị. Quay phân 2 chục, chục tiếp 2 chục. Quá trời bự luôn. Tiếp 2 chục. 8 mấy rất là to luôn, trăm mấy chục triệu cây này. Bông này hình như có ghép à, một khúc.
cao cỡ 2 mét anh chị. Độ đế rất là bự luôn. Ở trên đây thì nó lên được vài chi cành. Nãy là ông chủ đó anh chị ơi, ông chủ cây trong là 40 là bớt, kịch sàn luôn là 35 luôn á, được là lấy về luôn. Cây đó cũng đẹp, thế nhiên ngã. Nãy cô nói là cái chậu này là 50 ngàn hả? 50 ngàn. Rồi cái chậu cao này? Chậu cao nhiêu Giang? Giang, Giang. Chậu cao này bao nhiêu? Cúc phân thôi này con. Đó. Cúc phân thôi chậu cao đó nhiêu? Cái này hả? Ừ, bự. Là 150 chậu. 150 hả? Ủa bên này với bên cô là hai bên khác nhau hả? Khác nhau. À. Vậy là cô còn có 2-3 chậu đó cô bán luôn ha? Ừ. Chậu như cô cũng bán. Vậy là còn chậu đó. Hai chậu được rồi. Hai chậu cũng đẹp. Về chín Tết. Có như chân được rồi tại. Dạ. Máng được không? Nãy về máng lên xe được không? Được. Bây giờ là 8:20 ngày 27 Tết. Giờ này bà con mình cũng tập trung rất là đông luôn rồi. Càng về tối thì càng đông anh chị. Qua wow, đây là bông giấy gì đây? Bông giấy rất là đẹp. Không biết bông giấy gì luôn á, cái màu này y như là bông giấy Thái anh chị. Phía trên này nè. Đó. Đỡ lên luôn ha. Con mình mua rất là nhiều rồi trở về luôn. Đã chốt rất là nhiều. Đây là cây hạnh. Chị đã chọn cái hành để mua. Hết bệnh vui như con chó. Ớt kiển nè. Phía trước là một cái cửa hàng bông giấy. Cửa hàng chuyên bán bông giấy. Loại cây bông giấy này có những cái cây bông giấy cũng như là sạc cừ hay là sao á. Cẩm thạch, đúng là cẩm thạch. Bông giấy ta, bông giấy bông giấy Mỹ nữa. Nếu mà cô chú anh chị mình không có nhu cầu mà mua sắm thì có thể đi tham quan ngắm cảnh. Khá đẹp. Cây anh cầm tay là nhiêu, giá nhiêu vậy anh? Cây này là 300 anh. 300 hả? Dạ. 300 là chắc giá luôn phải không? Có thể bớt chút đỉnh. Dạ. Nếu mua nhiều. Dạ. Này sao uống ha? Ẹo đã ha? Dạ. Nè, uống từ nhỏ luôn hả? Dạ. Tại vườn của mình ở đâu? Em ở Chợ Lách. Chợ Lách à? Dạ. Chợ Lách lên đây ha. Rất là nhiều cây, mỗi cây là 300 điều hết phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Em đang đứng trước cây sập hàng qua dân thọ. Màu cam, màu vàng. Bà con mình lựa đây, chốt đây cũng nhiều.
nó bo cua. Ngoài đường thì rất là đông. Rất là nhiều bà con mình đi mua sắm cũng như là cái tiếng ồn á, mình không thể nào mà nói chuyện nhiều được anh chị. Thôi thì mời anh chị mình đi ngắm cảnh ha, ngắm cảnh hội hoa xuân ở Cần Giuộc. Thì ban nãy giờ đó là mình đi phía bên này, còn lại là phía bên này. Nhìn chung lại năm nay bà con mình bán vạn thọ nhiều nè, cúc mâm xôi nè đó, rồi những cây mai nhỏ rất ít. Bà con mình bán những cái cây cũng như là ổi bonsai lớn, sai bự đó anh chị đó, và những cái mai hoành tráng rất là hiếm luôn ở khu vực chợ hoa xuân này. Một gian hàng bán ớt chua là người tới. Yeah. em quay. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Dạ dạ dạ. Mai này là mai nhỏ. Mai nhỏ nó tàn nó cũng cao anh chị. Cái này không biết bông giả bông thiệt hay không biết, quá đẹp không dám sờ phía trong là lan nè anh chị. Chị mình cô chú mình có mê lan thôi. Một con tàu chở đầy lan hết. Cái này là 25 chiếc nè, 5.500.000, 25 cây anh chị, kho để giá nè, màu vàng rất là đẹp, bên đây là màu trắng, màu nâu, bên đây những cái dừa lan. Để kiếm ở dưới là anh xuống dưới vừa chơi mà vừa biếu luôn, thế chọn cái nhà. Chọn này là 2.700.000 nè chị. 12 cây. Vàng. Hầu như năm nay á đều để giá sẵn hết rồi. Trên mỗi cái chậu á đều để giá sẵn anh chị. Thơm không cô? Không thơm là mai giả, lan giả. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ai mà mê lan là sao mà đề co cỡ vậy mà nhìn thấy mê luôn ha. Quá đẹp, quá đẹp. Rất nhiều cô chú mình tham quan. Cái giò này cao nè, chưng ở phòng khách là hết giờ luôn. Chính qua đây mà. Cửa hàng hoa vạn thọ. Ở phía này là mình đi về ngã năm mũi tàu đó anh chị, nguyên cả dãy con đường hội hoa xuân hàng năm ở thị trấn Cần Giuộc, chạy dài xuống phía dưới này luôn nè đó. Rồi bên đường, bên đường là những cái quán ăn làng nướng rồi đó, lẩu
phía trên này cũng rất là đông những tập hàng bà con cô chú mình kinh doanh hoa kiển. Rồi vài cái hình ảnh về hội hoa xuân ở Cần Giuộc em gửi đến anh chị mình xem cho vui tham khảo. Em cũng xin ngừng video clip tại đây nha anh chị. Cuối video thì cũng xin chúc cô chú anh chị mình đón được một cái Tết thật là vui vẻ, an lành và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình trong clip sau.